Đọc tiếp tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 3, câu 1 đến câu 35. Đức Giêsu lại vào hội đường, ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?" Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra." Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Herode để tìm cách giết Đức Giêsu. Đức Giêsu cùng với các môn đệ của người lánh về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Thia và Sidon, người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những gì người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì sấp mình dưới chân người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa." Nhưng người cấm ngạc chúng không được tiết lộ người là ai. Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người, và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanege, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Thaddeo, Simon thuộc nhóm quá khích, và Judas Iscariot, chính là kẻ nộp người. Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến. Thành thử, người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng người bị quỷ vương Ben-Jebun ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật anh em, mọi tội con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đường nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời." Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho gọi người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em chị em của thầy ở ngoài kia đang tìm thầy." Nhưng người đáp lại:
ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi. Rồi người rào mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi.